chào tất cả các bạn, tôi là Thúy Nga, chuyên gia về da liễu và lĩnh vực làm đẹp. Ngày hôm nay thì tôi sẽ xin chia sẻ với các bạn một chủ đề là da mặt sần sùi, lỗ chân lông to thì chúng ta phải làm sao? Đó là một cái câu hỏi thường nhật mà hàng ngày khi mà chúng tôi thăm khám cho khách hàng, chúng tôi tư vấn cho khách hàng là gặp rất là nhiều. Và da lỗ chân lông to, sần sùi là một cái nỗi ám ảnh của rất là nhiều người, kể cả nữ giới cũng lẫn như là nam giới các anh. Vậy thì chúng ta cần phải làm sao để chấm dứt cái tình trạng này? Và nhưng mà các bạn cũng đừng quá lo lắng nhé. Hãy cùng với thẩm mỹ viện Hương My để tìm hiểu và sẽ đưa ra cho các bạn cái phương pháp điều trị cũng như là chăm sóc để dứt điểm được cái tình trạng như thế này. Và đầu tiên thì chúng ta cần phải tìm hiểu đó là nguyên nhân. Nguyên nhân vì sao khiến da mặt của chúng ta bị sần sùi rồi bị lỗ chân lông to? Da mặt mà sần sùi lỗ chân lông to có thể là do mụn ẩn hoặc là bị quá khô, quá là kém mịn. Còn lỗ chân lông to thì thường thường là gặp ở những cái tình trạng là những cái nàng hoặc là những cái anh chàng là khuôn mặt rất là nhiều dầu, bị tiết ra cái tuyến bã nhờn dầu quá nhiều thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Và khi mà da tiết quá nhiều dầu như vậy thì sẽ khiến cho chúng ta bị ứ đọng một cái lượng nhờn nhất định ở lỗ chân lông. Chính vì vậy mà nếu mà không được mà khai thông, nếu không được vệ sinh hàng ngày thì là lớp bụi bẩn này sẽ biến thành dạng viêm rồi mụn nó ẩn ở dưới da và sẽ dẫn tới cái tình trạng là lỗ chân lông của chúng ta sẽ nở và to ra. Và bên cạnh đó thì khi mà da của chúng ta quá khô, không được cung cấp đầy đủ nước cũng như là cũng sẽ là một cái nguyên nhân gây ra tình trạng da sần, sần sùi và lỗ chân lông to. Ngoài việc đó ra thì chúng ta mà khi mà hàng ngày chúng ta vệ sinh không đúng cách, ít tẩy da chết và thường xuyên nặn mụn thì cũng dẫn tới cái tình trạng này. Và những cái cải thiện, những cái phương pháp nào để làm cho cái làn da của chúng ta sẽ không bị lỗ chân lông to, không bị sần sùi và không bị sạm màu thì chúng ta cần phải làm như sau. Cái bước đầu tiên là một cái bước mà vô cùng quan trọng, đó là rửa mặt sạch sẽ mỗi ngày. Đây là một cái bước cực kỳ quan trọng trong một cái khâu chăm sóc da. Tuy nhiên thì ít có bạn nào hào hứng đối với những cái bước cơ bản như thế này. Và hầu hết thì chúng ta chỉ rửa mặt qua loa thôi, không chú trọng ở những cái vùng, ví dụ như là vùng cánh mũi này, vùng cằm này, hoặc là cái vùng toàn bộ vùng chữ T này là chúng ta gần như chúng ta không chú trọng, thì chúng ta chỉ rửa mặt nhanh chóng xong là thôi, chứ chúng ta không để ý những cái vấn đề mà cái bụi bẩn hoặc cái nhờn chúng ta tích tụ ở những cái vùng đấy nó rất là nhiều. Và cách rửa mặt đúng cách là như thế nào ạ? Đầu tiên là chúng ta sẽ rửa tay sạch, sau đó thì chúng ta sẽ rửa sạch mặt với nước ấm và tiếp theo là cuối cùng là chúng ta sẽ rửa sạch mặt cùng với cả sữa rửa mặt. Và cái bước thứ hai mà tôi muốn chia sẻ trong quá trình để làm chăm sóc da mặt, vệ sinh da mặt thật sạch sau khi rửa mặt xong là chúng ta sẽ tẩy da chết. Tẩy da chết thì cũng là một bước rất là quan trọng. Một tuần chúng ta có thể tẩy được tầm khoảng từ 2 đến 3 lần, tùy thuộc vào cái hiện trạng da hoặc là tùy thuộc vào cái sản phẩm các bạn đang sử dụng. Việc tẩy da chết này làm nhằm đồng thời lấy được toàn bộ những cái tế bào sừng nó nằm ở trên bề mặt của da, làm khai thông tất cả những cái lỗ chân lông, làm thúc đẩy cái quá trình lưu thông máu, rồi là để sau này khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm khác nó có khả năng thẩm thấu tốt hơn. Và một cái bước đầu tiên mà không thể thiếu, ví dụ như là đối với nam thì tôi không nói, nhưng đối với nữ thì trang điểm rất là nhiều, thì chúng ta cần phải lưu ý là cái bước tẩy trang cũng là cái bước vô cùng quan trọng. Mình phải tẩy trang trước. Và sau khi mà chúng ta đã rửa mặt sạch như vậy rồi, tẩy trang sạch như vậy rồi, thì tiếp theo là chúng ta xông hơi. Cái bước xông hơi này cũng là cái bước rất là quan trọng, bởi vì nếu như ở nhà thì những cái vật dụng để chúng ta xông hơi, những cái máy để chúng ta xông hơi thì chắc chắn là không có. Và chúng ta nên, nếu như da chúng ta đã gặp cái tình trạng này rồi, thì chúng ta nên đến những cái cơ sở thẩm mỹ hoặc spa có máy móc. Chúng ta sau khi mà tẩy trang, rửa mặt, chúng ta sẽ xông hơi để làm mở toàn bộ cái lỗ chân lông ra. Thì sau đó chúng ta tẩy da chết rồi chúng ta vệ sinh da mặt thì nó sẽ có cái tác dụng tốt hơn rất là nhiều, lấy được toàn bộ cái bụi bẩn ở dưới cái bề mặt của da. Và sau khi xông hơi thì chúng ta nên đắp mặt nạ, bởi vì lúc này là các lỗ chân lông của chúng ta đã được làm sạch rồi. Và khi mà chúng ta đắp mặt nạ thì các dưỡng chất có trong mặt nạ sẽ giúp thẩm thấu được toàn bộ vào trong da của chúng ta một cách tốt hơn. Và các bạn có thể tham khảo một số những cái mặt nạ như sau. Ví dụ như là mặt nạ yến mạch cộng với sữa, cái này chúng ta cũng có thể sử dụng tại nhà.
Nhưng mà lưu ý là sữa tươi không đường hoặc là sữa chua không đường các bạn nhé, thì chúng ta sẽ sử dụng cho da thường và da hỗn hợp. Ví dụ như mặt nạ đất sét thì chúng ta có thể sử dụng dành cho da dầu, da nhờn. Và sau đắp mặt nạ tẩy tế bào chết thì chúng ta cần phải thêm một bước nhỏ, đó là một bước là tức là chúng ta chườm lạnh. Chúng ta có thể, nếu ở nhà thì chúng ta có thể sử dụng một viên đá lạnh, chúng ta chườm để làm se khít lại toàn bộ lỗ chân lông. Khi mà chúng ta vừa khai thông, chúng ta xông hơi, vừa làm cho nó mở ra thì chúng ta phải làm se khít lại. Và cuối cùng, bước thứ 5 là bước sử dụng những cái sản phẩm, ví dụ như là serum phù hợp với tình trạng da của chúng ta. Nếu như là da thô sần thì chúng ta cần sử dụng serum để thẩm thấu hơn tất cả những cái dưỡng chất. Và sau khi sử dụng serum xong thì bắt buộc chúng ta cần phải sử dụng kem để khóa toàn bộ những cái tinh chất mà chúng ta vừa mới đưa vào. Và trên đây là một số những cái cách rất là đơn giản để cải thiện cho cái làn da thô sần, lỗ chân lông to. Và hy vọng rằng là đối với một số những cái kiến thức rất là nhỏ như thế này, các bạn có thể áp dụng tại nhà để làm cho cái làn da của chúng ta được trở nên đẹp hơn, tránh được cái tình trạng mà chúng ta mất tự tin khi tiếp xúc với người ngoài. Và nhất là đối với các bạn nữ, chúng ta sẽ luôn luôn có một cái vẻ tươi sáng rạng ngời. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.